Trong thị trường mỹ phẩm hiện nay, có rất nhiều sản phẩm kem trộn được bày bán với những lời quảng cáo hấp dẫn về hiệu quả làm trắng da nhanh chóng. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn đó là những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của da và cả sức khỏe tổng thể của người sử dụng. Trong số những sản phẩm được cho là kem trộn, kem Select là một trong những sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên cũng rất nhiều chị em thắc mắc kem Select có phải kem trộn không? Sản phẩm này có mang lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho da không? Tất cả những thắc mắc của chị em sẽ được giải đáp chi tiết trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Select được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm uy tín hàng đầu, với thành phần chủ yếu từ thiên nhiên không gây kích ứng, châm trích hay bào mòn cho da như các sản phẩm giả kem trộn khác. Hơn nữa, Kem Select cũng không có chứa corticoid, đạt nhiều chứng nhận chất lượng sản phẩm uy tín hàng đầu trên thị trường. Vì vậy, có thể nói sản phẩm này cực kỳ an toàn, lành tính cho da và đặc biệt là không phải là kem trộn như nhiều người đồn thổi đâu nhé. Ngoài ra, Kem Select được sản xuất bởi một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng từ Nhật Bản. Đất nước này được xem là cái nôi của các thương hiệu mỹ phẩm chất lượng cao, mà rất nhiều chị em luôn lựa chọn và tin dùng. Điều này cũng đảm bảo rằng sản phẩm kem Select luôn được nghiên cứu và sản xuất với quy trình kiểm định nghiêm ngặt nữa nhé. Qua trên có thể khẳng định rằng kem Select là một sản phẩm dưỡng da chất lượng và không phải là kem trộn nhé. Nhưng bên cạnh đó, thì đời không như là mơ, khi mà bạn biết được sự thật là có cả chục loại kem giả Select đang được bán trên thị trường, giá rẻ cũng có, giá đắt tiền cũng có luôn. Và khi mua nhầm phải kem nhái này thì gần như bạn đã mua đúng phải kem trộn rồi nhé. Kem trộn thì thường đẹp nhanh, nhưng sau đó thì da xuống sắc cũng thảm bại và lâu dài nữa. Nhiều bạn sau khi mua kem về xài, thì sau một thời gian phát hiện ra da mặt mình bỗng đen sạm hẳn ra. Rồi có bạn thì da sần sùi nổi mụn nhiều và dày đặc trong khi đó, trước giờ mặt hầu như không có mụn. Và tình trạng này lại còn kéo dài nữa. Vì vậy, để không bị tiền mất tật mang, chị em cần phải tìm hiểu kỹ thông tin và nguồn gốc của sản phẩm kem Select. Đặc biệt là phải mua đúng hàng chính hãng để sử dụng nhé. Kem trị nám Select hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín. Bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Select hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.